Mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá lúa mới nhất nha anh chị. Thì hôm nay thì em vẫn là tiếp tục là em cập nhật về cái giá lúa cho anh chị cùng nắm. Cơ bản thì em khảo sát từ những kênh YouTube cũng như là những trang web là sở nông nghiệp anh chị, thì em thấy cái giá lúa thì nó cũng đang bình ổn ha, không có cái tình trạng là giảm cũng như là hay là tăng đột biến gì hết nha anh chị. Nó cũng nằm ở mức cái đà đà là từ 8.000 cho đến là 8.700 nha anh chị ha. Mức giá lúa cũng tương đối là khá cao nha anh chị. Còn bữa giờ những cái tỉnh như là Ninh Thuận, Bình Thuận thì giá lúa nó thấp á, thì nay thì nó cũng có là tăng lên ở mức giá là từ 7.600 cho đến là 7.800 nha anh chị ha. So với thời điểm trước là 2 tuần là nó chỉ nằm ở mức giá là 6.300 đến 6.400 thôi, đối với cái giống lúa là 5451 và đại thơm 8 nha anh chị. Thì trước tiên thì em sẽ đọc cho anh chị một số thông tin về cái sở nông nghiệp trước ha. Thì cái giá của sở nông nghiệp đợt này em thấy nó đưa ra là nó thấp hơn so với cái giá thực tế nha anh chị ha. Thì cụ thể là theo cái cập nhật của sở nông nghiệp phát triển nông thôn nha anh chị ha, thì đối với giống lúa là đại thơm 8 thì nó dao động từ mức giá được từ 8.000 cho đến là 8.200. Còn đối với là cái nếp tươi ở Long An anh chị, của những khu vực như là Tân Hồng, Tân Thạnh hay gì đó, thì nó nằm ở mức giá là từ 7.800 cho đến là 8.000 ha. Còn đối với là IR504 á, thì cái giá lúa nó rẻ hơn, nó nằm ở mức giá là khoảng đâu là từ 7.300 cho đến là 7.500. Còn đối với cái lúa Nhật á anh chị thì nó ổn định ha, nó nằm ở mức giá là 7.800 đến 8.000, là nó không có thay đổi nhiều nha anh chị. Tương tự thì những cái giá lúa như là OM380 ha, thì nó dao động ở mức giá là từ 7.400 cho đến là 7.500 trên 1 kg nha anh chị ha. Còn lúa là OM5451 á thì vẫn giữ ở mức giá là 7.600 cho đến là 7.700, nó không có chênh lệch nhiều anh chị ha. Còn OM18 á thì nằm ở mức giá là 8.000 cho đến là 8.200. Còn nàng qua chín á thì ở mức giá là 7.600 cho đến là 7.700 nha anh chị. Trong tuần qua thì cái giá lúa mà thơm đại thơm 8 anh chị và OM18 thì tình hình là em thấy nó tăng nha anh chị ha, tăng so hơn những cái giống lúa khác. Còn cái giống lúa mà cái giá mà nó cao nhất anh chị là giống lúa là ST24 và ST25 nha anh chị ha. Còn đối với cái thị trường gạo thì nó vẫn bình ổn ha, nó cũng không có gì á, thì em cũng cập nhật cho anh chị thôi. Ví dụ như là cái giá là nguyên liệu gạo nguyên liệu IR504 ha, thì dao động ở mức giá là từ 11.600 cho đến là 11.700. Còn gạo thành phẩm IR504 thì ở mức giá là 13.900 cho đến là 14.000 nha anh chị ha. Còn đối với mà những mặt hàng mà phụ phẩm á, tiếp tục là nó vẫn duy trì ở mức ổn định ha. Còn tấm này nọ anh chị, IR504 mà loại tấm á thì nó dao động từ 11.200 cho đến là 11.300. Còn cám khô này nọ là khoảng đâu là 5.300 đến 5.400. Là cái đó là về cái sở nông nghiệp người ta cập nhật nha anh chị ha. Còn đối với mà những anh chị mà xem kênh của em á mà cập nhật nha, thì ở đây là có bạn Nguyễn Anh Khê là 4644 nè, bạn cập nhật hồi 3 tiếng trước luôn, rất là gần nha anh chị. Bạn này bạn ở Ninh Hòa của Khánh Hòa nha anh chị ha. Bạn cập nhật cái giá lúa là đại thơm 8 ở khu vực bạn bây giờ là bán là 8.600. Giá lúa rất là ok nha anh chị ha. Nói chung là đối với cái lúa mà đại thơm 8 mà bán được 8.600 là ngon. Tại vì cái lúa đó nó trúng dữ lắm nha anh chị ha, nó không phải như những loại lúa kia đâu, trúng dữ lắm, trúng hơn cái lúa thơm nhiều nha anh chị. Nhưng mà nó dở cái, ví dụ như ở trong miền Tây của em nè, mà xài lúa đại thơm 8 mà ví dụ như nắng hạn hán quá anh chị, cái hột gạo nó vô không có được đủ nha anh chị ha. Còn nhưng đối với những dòng lúa như VD20 á, hạn thì hạn chứ mà mình rải nước đá này nọ anh chị, nó vẫn đủ nha anh chị. Rồi thì đó là vậy. Rồi tiếp tục là bạn user 7M ha, cập nhật là OM18, là bạn cập nhật á, là giá là 8.200, bạn ở khu vực là Đồng Tháp ha. Cũng như là bạn user 88 nè, cập nhật giá lúa là đại thơm 8 là 8.300 nha anh chị đó. Còn lúa khô là khoảng đâu là 10.200. thì đó là cái thông tin về cái giá lúa tươi và cái giá lúa khô của một bạn là user 88 cập nhật nha. Còn ở khu vực Bình Thuận nha anh chị ha, thì lúa đang tăng nha anh chị, nhưng mà so với những cái tỉnh khác thì nó vẫn rẻ, nằm ở mức giá là 7.800 đến 7.900 nha. Ở tỉnh Long An, khu vực là Vĩnh Hưng nha,
Vĩnh Hưng á là giá là 8.400, trúng lúa là OM 18 nha anh chị. Rồi một bạn á là user BTXX, là bạn này bạn ở khu vực Tánh Linh ha. Tánh Linh là bạn ghi chữ Tánh Linh hoặc Tánh Linh là của Bình Thuận nha anh chị. Cập nhật là lúa OM 18 là 7.500 nha. Một bạn ở Bạc Liêu á thì cập nhật là giá lúa là Đại Thâm 8 là ở Bạc Liêu nè. Mở đồng là giá là 8.600. Rồi cảm ơn bạn luôn ha. Và nhiều bạn hỏi mình là lúa T24 bây giờ là bao nhiêu. Lúa tươi T24 bây giờ là 9.000 cho 1 kg nha anh chị ha, là lúa tươi nha. Và một bạn tên là Nguyễn Tấn Hữu 7492 cập nhật lúa OM 18 là giá lúa là được 8.200 nha anh chị. Rồi cảm ơn bạn luôn ha. Bạn user 119623 ha, cập nhật là lúa OM 18 là 8.400. Còn nếp là 8.100, nhưng mà bạn đang đợi nó lên tí xíu nữa là bạn mới bán. Mà mình nghĩ lô giá vậy là bạn cũng ok rồi nha bạn ha. Một bạn ở khu vực Duyên Hải Trà Vinh cập nhật lúa là OM 18 là giá 8.500 nha anh chị, cũng khá là ngon nha anh chị ha. Nói chung là 8.500 ở Duyên Hải Trà Vinh ha. Trà Vinh này khu vực Duyên Hải là cũng có nữa nha anh chị. Một bạn đã cập nhật nè. Rồi một bạn ở Kế Sách á, cập nhật là lúa OM 34 là giá 8.000, còn lúa OM 5451 là 8.400. Bạn ở Kế Sách là của Sóc Trăng nha anh chị ha, Sóc Trăng. Một bạn là ở An Giang, bạn ở Tân Châu là cập nhật giá lúa là Đại Thâm 8 là được là 8.400 nha anh chị. Thì nói chung là cái giá lúa nãy giờ em cập nhật cho anh chị tham khảo sơ qua là em thấy là cái giá lúa là khá là ok nha anh chị ha. Rồi một bạn tên là user 88823 nha. Bạn ở vùng Diền Kiên Giang, bạn nói là lúa của bạn là hiện tại bây giờ là được là 55 ngày rồi, chuẩn bị là có lúa. Bây giờ thì chưa. Rồi cảm ơn bạn nha. Nói chung là chưa có lúa mà bạn cũng cập nhật vậy là cũng rất là quý rồi. Nói chung là khi nào có lúa thì bạn hãy cập nhật ha. Nói chung là kênh của mình thì cũng cập nhật liên tục nha anh chị. Nói chung là cập nhật từ Sở Nông nghiệp cũng như là những thông tin của anh chị. Đa số á, cái thời điểm này á, anh chị bình luận ít á, thành ra là em mới cập nhật trên Sở Nông nghiệp thôi. Chứ mà vô vụ một cái là em trả lời câu hỏi của anh chị là không đủ để mà trả lời luôn á. Tại vì giờ thì cập nhật vậy đó, cho nó video nó dài dài khoảng đâu là 8 phút đó anh chị. Chứ em cập nhật cái này khoảng đâu là từ 4 phút là đã hết câu hỏi của anh chị rồi. Tại vì đợt này anh chị bình luận lên cũng ít á, tại vì cũng chưa có lúa, với lại có một số huyện bữa giờ có lúa mà cũng cắt rồi anh chị, thành ra là nó vậy. Rồi bạn user T8M ha, cập nhật là lúa 5451 mình bán giá là 7.900 nè. Rồi cảm ơn bạn luôn ha. Rồi một bạn là ở Cái Bè Tiền Giang ha. Cái Bè Tiền Giang hiện tại bây giờ là cũng lúa là 8.200, giống lúa là Đại Thâm 8. Rồi cảm ơn bạn user 9U nha. Rồi thì hôm nay em cũng đã cập nhật cho anh chị một số thông tin vậy ha. Anh chị nào thấy hay thì hãy bấm nút đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ những cái video này lên hội nhóm mà giá lúa nha anh chị. Em cũng xin được mến chào.